Anh chàng này đang cố gắng tấn công một võ sĩ khổng lồ, tuy nhiên dù có ra đòn hiểm ác cỡ nào thì cũng không khác gì mỗi đốt cột điện, có mạnh đến mấy hắn cũng chẳng si nhê. Thằng này đấm một phát thì cứ như biển rộng trời cao, đạp một phát thì khiến anh xây sợ mặt mày, ông bà có hiện về cũng khó lòng độ nổi. Tuy nhiên khi nhìn thấy gã hói đầu nhiều tóc, lòng căm thù của anh liền phát tiết ra tột độ, đối thủ nào anh cũng đánh, kẻ nào đứng trước mặt anh cũng sôi, bất kể là võ sĩ có mạnh tới cỡ nào, thành tích nhiều đến đâu thì cũng đều bị hạ gục bởi anh chàng có xuất thân từ khu ổ chuột này. Vậy anh ta là ai? Điều gì lại khiến anh ta trỗi dậy mạnh mẽ đến thế? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm sàn đấu mang tên Thiết Quyền Bá Vương cực hay và ý nghĩa này nhé! Vào những năm 2039, chiến tranh thế giới đã phá hủy mọi thứ, chính phủ các nước đều bị sụp đổ, thay vào đó là 8 tập đoàn lớn lên nắm quyền thống trị các vùng đất và tranh nhau những gì còn lại sau chiến tranh. Trong đó, lãnh thổ nước Mỹ được sở hữu bởi một tập đoàn lớn nhất có tên Tekken, người đứng đầu là thầy ông nội Hitachi. Hàng năm, nơi đây thường xuyên tổ chức các giải đấu thiết quyền để tranh giải nắm đấm sắt, nơi các võ sĩ hùng mạnh nhất trên toàn thế giới thỏa sức đánh mà không theo bất cứ một luật lệ nào cả. Tuy nhiên phần thưởng thì lại cực kỳ hấp dẫn, nhà vô địch sẽ là người tiếp nhận tập đoàn Tekken. Hiện tại đã 20 năm trôi qua kể từ khi giải đấu được mở ra thì vẫn chưa có đối thủ nào vượt qua được Tokuda, con trai của thầy ông nội. Chính vì thế, tập đoàn Tekken vẫn dưới sự điều hành của hai cha con thằng này. Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Tập đoàn Tekken bị rất nhiều các thế lực phản động nhắm vào chống phá. Các phần tử này tập trung chủ yếu ở khu ổ chuột xung quanh thành phố. Bởi thế thầy ông nội đã giao cho con trai của mình thành lập một lực lượng mang tên Lưỡi Búa chuyên truy lùng những kẻ phản động chống đối. Một trong số đó chính là anh chàng Jin. Đêm nay anh vừa đột nhập vào tập đoàn Tekken để thực hiện một phi vụ, đó là nhảy bằng được cuộc phát wifi của bọn chúng rồi mang đi bán lấy tiền đánh nét. Binh lính Lưỡi Búa được trang bị hàng nóng đến tận răng nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, Jin nhanh chóng vượt qua mưa bom bão đạn để tẩu thoát ra ngoài. Mặc dù biết đây là một công việc đầy nguy hiểm nhưng để kiếm miếng cơm trong cái xã hội thối nát này thì anh đành phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhận được tiền sau khi thực hiện xong phi vụ, Jin lập tức tới quán bar mua vài lạng cà phê, một quả cam và một thanh sô cô la béo ngậy. Vào thời điểm sau chiến tranh, những thứ này là những thực phẩm đắt đỏ và khan hiếm nhất mà rất nhiều người mơ ước. Luôn là con ngoan trò giỏi nên sau khi ăn cắp và buôn lậu xong, Jin lập tức trở về nhà. Anh sống cùng với mẹ mình tên là Jun, một người phụ nữ xinh đẹp và rất giỏi võ công. Bà đã dạy cho anh toàn bộ những tinh hoa võ thuật ngay từ khi cậu còn đang trong bụng mẹ. Tuy nhiên cha cậu thì lại luôn là một ẩn số, bà chỉ nói cha cậu đã hẹo từ lúc nào không hay. Jin dành tặng cho mẹ quả cam và gói cà phê, bà ngạc nhiên khi con mình lại lắm tiền chơi sang đến thế. Biết anh làm điều không hay, Jun dặn con làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được dính đến tập đoàn Tekken, đặc biệt là võ đài thiết quyền. Tuy nhiên những lời bà nói cứ như nước đổ đầu vịt, Jin bỏ ngoài tai chẳng thấm tí nào và lập tức ra ngoài mặc cho Jun can ngăn. Thì ra anh tìm tới cô bạn gái của mình để dành tặng thanh kẹo ngọt lị mới mua, vớ được sô cô la mà không khác gì con G63 phiên bản đặc biệt. Cô nàng vui như bố đẻ em bé nên lập tức cho anh luyện trưởng pháp nhất dương chỉ tại trận. Cùng lúc đó tại một hang ổ bí mật, mấy tên tội phạm mua lại cục phát wifi mà Jin ăn trộm của tập đoàn Tekken đã bị phát hiện. Ông con Tokuda mũi thính hơn chó đã nhanh chóng đánh hơi đến và xử đề bọn này. Ngoài ra hệ thống còn tìm ra Jin chính là kẻ ăn cắp. Ngay lập tức lực lượng Lưỡi Búa đã xông vào nhà Jin để tìm anh, tuy nhiên Jun nhất quyết không nói nửa lời bảo vệ con trai của mình. Thấy trực thăng bay khắp trời, Jin chưa kịp xúc than đã vội chia tay cô bạn gái. Anh ba chân bốn cẳng lao như con phiêu thân về nhà nhưng đã quá muộn. Vừa tới nơi thì Tokuda đã lệnh cho trực thăng phóng luôn quả rocket một giờ nổ tung ngôi nhà. Anh vào bên trong thì chỉ còn cái nịt, tận mắt chứng kiến mẹ bị bắn tan xương nát thịt, Jin lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cầm tấm thẻ căn cước của mẹ trên tay, anh quyết một lòng báo thù hai cha con lão hói Hitachi để tế vong hồn mẫu thân. Con đường duy nhất và nhanh nhất lúc này chỉ có thể là tham gia giải đấu thiết quyền. Nếu thắng cuộc, anh sẽ được đấu với Tokuda và lấy được tập đoàn Tekken. Vừa hay thấy ông nội Hitachi đang tổ chức một buổi tuyển chọn võ sĩ mở rộng ở khu ổ chuột, lão ta mang đến một chiến binh bất bại của các sàn đấu chợ đen, đó chính là Cung Lê. Nếu như người nào đánh bại được anh ta thì sẽ giành được một vé tranh giải nắm đấm sắt trong thành phố. Nhìn thấy sự dũng mãnh của anh ta, một gã chọc đầu nhiều tóc khổng lồ chưa đánh đã sợ hãi phải bỏ cuộc. Tuy nhiên Jin đâu còn gì để mất nên chẳng phải ngán bố con thằng nào. Vào sân anh nói, tao sẽ nấu giả cây mày. Vừa dứt lời thì Cung Lê tung cước đánh bay Jin vào lưới sắt một cách đau đớn. Tuy nhiên ngay lập tức anh đã quay lại phản công. Tất cả người dân ở khu ổ chuột đang hò khàn cả cổ để ủn mông cho Jin. Lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình, anh ra những đòn cực hiểm khiến Cung Lê vỡ hết cả mồm. Anh ta là một võ sĩ chuyên nghiệp thì nào đâu dễ dàng khuất phục đến thế. Jin cố gắng khóa tay nhưng lại bị Cung Lê tung lên không rồi đập mặt xuống đất. Sau đó sút một phát cực căng rồi lại đấm một cú cực mạnh khiến anh ngất trên cành quất. Mọi người vô cùng lo lắng cho tính mạng của Jin. Tuy nhiên ngay sau đó, câu nói của người mẹ đã khuất năm xưa bỗng hiện ra trong đầu anh, con thở là còn gỡ nha con. Jin ngay lập tức như được nạp vip liền đứng lên trả lại những gì mà mình đã phải chịu. Anh coi Cung Lê giờ này chỉ còn là bao cát không hơn không kém.
Cuối cùng Jin bay người ra nắm đấm lốc xoáy hạ knock out võ sĩ vô địch chợ đen tại chỗ. Mọi người vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của một thanh niên trẻ trâu đường phố như Jin. Thấy ông nội nói rằng, tôi năm nay đã hơn 70 tuổi mà chưa thấy cái trường hợp này bao giờ. Một tay đấm nghiệp dư lại có thể bốc mộ một võ sĩ vô địch giàu kinh nghiệm như Cung Lê chỉ trong một trận đấu. Jin trở nên vô cùng nổi tiếng và nhận được một vé tham gia giải đấu nắm đấm sắt. Nhanh chóng Fox, một cựu võ sĩ đã đứng ra nhận làm ông bầu cho anh để nhận 20% tiền thưởng. Hai người chốt kèo rồi lập tức lên xe vào thành phố, nơi hội tụ các võ sĩ tham gia giải đấu thiết quyền. Tới nơi, Phong nhanh chóng đưa Jin vào trong để làm thủ tục. Các võ sĩ khác đang luyện tập thấy sự xuất hiện của Jin thì nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và có phần khinh thường. Bởi lẽ họ toàn là những võ sĩ vĩ đại nhất trên thế giới được thầy ông nội triệu tập về thi đấu chứ không như Jin là một thanh niên mới lớn ở khu ổ chuột. Jin cảm thấy ấn tượng nên nhanh chóng làm quen với cô nàng xinh đẹp Kirti. Anh khen cô có gặp gió dài miên man nên khi luyện võ trông rất cuốn hút và nguy hiểm. Tuy nhiên cô nàng lại nói nhìn anh cũng khá đập trai nhưng lại có vẻ hơi trầu khi tham gia giải đấu này. Dường như Kirti cũng có cảm tình với anh. Để chuẩn bị cho giải đấu, Jin cũng lao vào luyện tập, phát tiết nỗi căm hờn báo thù cho mẹ mình. Anh đánh gãy cả tượng gỗ vô cùng uy lực và dũng mãnh. Cô nàng Kirti đứng ngoài cửa quan sát thì biết rằng Jin không phải đậu vừa giang dạng vừa đâu. Bên cạnh đó, hai cha con nhà thầy ông nội tưởng rằng cơm lành canh ngọt cha con tình cảm lắm, ai dè thường xuyên phang nhau tới tấp. Ông con Tokuda luôn mang trong mình dã tâm muốn lên nắm quyền thống trị tập đoàn thay cha mình. Tuy nhiên thấy hắn ngông cuồng nên ông chỉ cho phụ trách lực lượng lưỡi búa bảo vệ an ninh mà thôi. Ngày hôm sau, giải đấu ngay lập tức đã được bắt đầu. Các võ sĩ được ban tổ chức giới thiệu và trình làng trước khán giả toàn cầu. Đầu tiên là cặp đôi Anna và Nina, hai nữ hoàng ám sát bậc thầy Aikido. Tiếp theo là gã tóc bạc Raven, cựu tình báo quân sự và là một cao thủ ninja. Anh chàng Eddie tóc dài, người phán xử của thế giới ngầm, bậc thầy môn võ Capoeira. Sugar, đặc nhiệm chống phản động của Nga. Cô nàng Kirti xinh đẹp, thành thạo nhiều môn võ được dạy bởi ông nội của mình. Yoro, chuyên gia kung fu Jipota. Mitsumishi, bậc thầy về kiếm thuật, một võ sĩ đạo hùng mạnh nhất. Fury, nhà vô địch quyền anh thế giới, cao thủ môn võ Kenpo có sức mạnh khủng khiếp. Và cuối cùng là Jin, võ sĩ đại diện cho khu ổ chuột. Tuy nhiên thầy ông nội Hitachi lại vô cùng ấn tượng với anh. Ông con Tokuda thì lại nói rằng Jin chỉ là thằng danh con dựa vào may mắn mà thôi. Trận đấu đầu tiên của vòng loại được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, đó là hai võ sĩ Raven tóc bạc và Eddie tóc dài. Cả hai đều là những võ sĩ nổi tiếng nhất từ các mùa giải trước đó. Eddie chủ yếu sử dụng võ chân nên vô cùng linh hoạt. Ngay từ đầu anh ta đã giành thế thượng phong. Ngay sau đó Raven đã bắt được bài và bắt đầu phản công. Những đòn chân của Eddie tung ra ông đều né được. Thấy đối thủ không còn cơ hội tấn công, Raven lập tức ra các đòn chí mạng, đấm cho Eddie vỡ mồm con chó sồ ngất luôn tại trận. Giành chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên, gã tóc bạc đã nhận được một tấm vé vào vòng trong. Bước sang trận đấu thứ hai, võ sĩ nào cũng hồi hộp không biết mình có phải lên thớt hay không. Và cuối cùng, hệ thống đã chọn ra Yoro, chuyên gia kung fu Jipota và Jin, võ sĩ đại diện cho khu ổ chuột. Xem chừng Yoro vô cùng tự tin khi đối thủ của mình là một tay đấm nghiệp dư. Tuy nhiên hắn đâu biết rằng mình đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thần chết. Bước vào trận đấu, Jin lập tức bị hắn tấn công tới tấp không kịp trở tay, sau đó lên ngồi xuống chảo khiến anh ngã gục. Jin là niềm hy vọng của cả khu ổ chuột nên mọi người đang cổ vũ cho anh rất sung. Jin đứng dậy lạnh lùng đáp trả lại tên võ sĩ này. Anh lao vào liên hoàn cước dí sát tường đánh cho hắn không kịp trở tay. Thấy ánh mắt cổ vũ của người đẹp Kirti, Jin càng trở nên hưng phấn. Một pha lộn người trên không vô cùng đẹp mắt được tung ra. Tuy nhiên Yoro bất ngờ tung ra một nắm đấm chết người rồi ném một phát khiến Jin ngã gục tại trận. Ai cũng tưởng anh sẽ dừng cuộc chơi tại đây nhưng sau khi nhìn thấy bản mặt khốn nạn của hai cha con thằng Tokuda, sức mạnh báo thù của Jin lại trỗi dậy. Anh quan sát thật kỹ, sau đó khắc chế toàn bộ đòn đánh của đối phương. Sau đó quật ngã rồi khóa chân hắn ta cứng đơ người. Rắc một cái, Jin đã cho Yoro một vé đi ngồi xe lăn. Tiếp đến là một pha song phi cho hắn cắm mặt xuống lễ đài. Lúc này Jin nghĩ đến người mẹ đã khuất, anh không kiềm chế được cảm xúc nên đã lao xuống dã liên tiếp vào hàng tiền đạo của hắn ta. Nếu mọi người không ngăn lại thì có lẽ anh đã lấy mạng hắn cũng nên. Với chiến thắng vô cùng thuyết phục, Jin nhận được lời khen từ cô nàng Kirti xinh đẹp. Tuy nhiên ông con Tokuda lại nhận ra phong cách đánh của Jin từng giống với một võ sĩ nào đó trước đây mà hắn ta quen. Sau khi hỏi Jin cha mày có phải là một võ sĩ không thì anh đáp cha tôi đã ngỏm củ tỏi rồi còn đâu. Tin rằng trực giác của mình không bao giờ sai, Tokuda về tra hệ thống dữ liệu võ sĩ từ trước tới nay thì phát hiện ra Jin chính là con trai của Jun, một võ sĩ nổi tiếng cách đây 20 năm trước đã từng đối đầu với hắn ta. Bất ngờ cô nàng xinh đẹp Kirti tới gõ cửa phòng của Jin rồi nói muốn ra ngoài cùng anh. Hai đồng chí lập tức lên đồ xuống phố giải ngố, trai xinh gái đẹp vào một quán bar. Tại đây Kirti nhắc anh rằng giải đấu thiết quyền không phải là nơi để giết người, anh cần tiết chế lại cảm xúc thì sẽ tốt hơn. Sau đó hai người chìm đắm trong điệu nhạc và trao nhau những nụ hôn đầu tiên. Vào một căn phòng trống, chuyện gì đến thì nó cũng phải đến. Xong xuôi hai người chờ về căn cứ, Jin vừa đóng cửa phòng mình thì bỗng tắt đèn của Ngô Tất Tố. Hai nữ ninja lập tức xông lên ám sát anh trong bóng tối. Kirti thấy tiếng động liền quay lại, cô phá cửa để giải cứu Jin thì hai con ninja mới rời đi. Jin thân thủ cao cường nên may mắn không chết mà chỉ bị thương ở tay. Không biết kẻ nào đang có âm mưu gì nhưng Kirti khuyên anh nên trốn đi để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên Jin đến đây để báo thù cho mẹ thì sao có thể bỏ cuộc được. Lúc này anh lấy ra căn cước của mẹ mình, nhìn thấy nó, Phong liền nhận ra mẹ cậu chính là võ sĩ khi xưa đã thi đấu cùng mình 20 năm trước. Điều đó khiến Jin vô cùng bất ngờ vì
bà ấy luôn cấm anh tham gia giải đấu này. Hóa ra thằng cờ hò Tokuda sau khi biết Jun là mẹ cậu thì đã sai cặp đôi võ sĩ Anna và Nina tới ám sát anh, không hiểu mẹ Jin đã làm gì khiến hắn phải làm thế với cậu. Ngày hôm sau trận đấu vòng loại lại tiếp tục, thấy tay của Jin vẫn chưa lành vết thương sau vụ ám sát, Phúc đã tặng cho anh đôi găng tay nắm đấm mà khi xưa anh đã dùng. Jin rất thích món quà này từ Phúc. Lên võ đài lần này là Christy đối đầu với Nina, nhận ra Nina chính là kẻ ám sát mình đêm qua, Jin đã nói cho người tình biết, ba máu sáu cơn, cô nàng quyết trả thù cho anh yêu. Nina nhanh chóng bị đánh cho chảy cả máu cam, sau đó liên tục là những đòn chí mạng được tung ra từ cặp chân dài tới nách của Christy, cô lộn nhào hạ gục đối phương tại trận báo thù cho người yêu. Trận thi đấu tiếp theo mà hệ thống chọn ra đó chính là Jin và võ sĩ đạo Mitsumichi. Anh không ngờ rằng đối thủ vòng loại của mình là võ sĩ kiếm đạo mạnh nhất thế giới. Lẽ ra võ sĩ hạng nặng này phải xuất hiện ở tứ kết mới đúng. Thấy ông nội cũng cảm thấy sai lệch nên liền thay đổi võ sĩ yếu hơn. Tuy nhiên ông con Tokuda đã ngăn lại. Thì ra đây là âm mưu của hắn muốn giết Jin càng sớm càng tốt. Tokuda lệnh cho người khống chế Hitachi. Chính thức hắn đã làm phản, cướp ngôi thống trị tập đoàn Chaiken ngay từ giây phút này. Bước lên sàn đấu, Jin nhận một thanh đao cán dài, còn võ sĩ đạo dùng kiếm katana, hai bên lập tức lao vào trao dồi kiếm pháp. Từng đường kiếm sắc bén liên tục được tung ra, Jin cố gắng chủ động để giành thế thượng phong, tuy nhiên tên võ sĩ đạo quá nhanh và mạnh. Thanh katana ngay lập tức còn chém vỡ tan lưỡi đao của Jin thành nhiều mảnh. Không còn vũ khí, hắn cũng chơi đẹp ném katana đi xông vào đánh tay không. Jin tung đòn đá xoáy nhưng hắn chẳng si nhê mà còn gọt lại cho anh một phát sấp mặt lộn. Tokuda đứng phía trên ra lệnh cho Mitsumichi kết liễu Jin, hắn liền ra đòn như vũ bão vô cùng mạnh, cứ dã vào đầu khiến Jin không kịp trở tay. Phúc và mọi người vô cùng lo lắng, án mạng sắp xảy ra nhưng trận đấu vẫn không dừng lại. Tokuda đắc ý khi tỷ lệ cược tăng cao đáng kể khi cái chết sẽ diễn ra trên sàn đấu. Hắn cũng nói rằng Jin chính là sản phẩm mà hắn vui chơi trong quá khứ với võ sĩ tên Jun. Thì ra Tokuda là cha của Jin. Khi tên võ sĩ đạo chuẩn bị ra đòn kết liễu thì thấy ông nội lừa nhấn chuông báo động khiến hắn bị phân tâm. Jin nhân cơ hội phản công, nhớ lại lời mẹ dặn, mấy thằng bịt mặt thì con cứ nhằm đầu mà dã. Anh tung một đấm nát trệt mặt nạ tiện hắn lên bàn thờ ngắm gà khóa thân. Thấy tình hình không ổn, cô nàng Christy và Fox nhanh chóng đưa Jin rời đi. Tuy nhiên Tokuda đã ra lệnh cho lực lượng binh lính lưỡi búa phong tỏa nơi này và bắt giữ các võ sĩ không cho tẩu thoát. Thằng cờ hó còn đấm luôn cả cha mình rồi nhốt ông vào lồng vì nghịch ngu tội nhắn chuông báo động linh tinh. Tới gặp các võ sĩ, hắn nói rằng giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Tuy nhiên luật lệ thay đổi, các võ sĩ phải đánh tới chết thì mới kết thúc trận đấu. Như vậy thì tỷ lệ cược mới cao và hắn sẽ kiếm được bội tiền. Không thi đấu cũng chết mà thi đấu cũng chết. Jin, Raven đầu bạc, ông bầu Fox và cô nàng Christy đánh liên thủ lại để chạy trốn. Raven và Christy đánh gục lính canh. Fox nhặt được súng liền tấn công mở con đường máu tẩu thoát. Chạy toát hết cả mồ hôi háng thì gặp đúng lồng giam của thầy ông nội, đường đường là chủ tịch tập đoàn nay lại bị thằng con bất hiếu cho vào lồng gà giam giữ. Để có mật mã cửa chính ra ngoài, cả nhóm bắt buộc phải dẫn theo lão ta đi cùng. Bọn lính quá đông, Raven tóc bạc đã ăn kẹo đồng ở lại. Fox cùng Christy đưa Jin và thầy ông nội thành công thoát ra ngoài. Bốn người liền quay về khu ổ chuột và trốn vào căn phòng cô nàng người yêu cũ của Jin. Tại đây, Hitachi cũng chính là ông nội của Jin đã nói cho anh biết sự thật. 20 năm trước, mẹ cậu là một võ sĩ tham gia giải thiết quyền đã bị Toku đánh bại. Sau đó hắn đã làm nhục bà ấy. Hitachi thấy cảnh này thì đã ra tay cứu bà một mạng rồi đưa về khu ổ chuột sinh sống. Khi biết Jin là con của mình, sợ rằng Hitachi sẽ truyền ngôi kế thừa tập đoàn Chaiken cho Jin nên Tokuda đã ra tay hạ sát chính con đẻ của mình. Biết được sự thật, anh sốc toàn tập và không tin vào mắt mình. Đúng lúc này, Tokuda cũng đã đánh hơi tới bắn phá nơi này. Fox và Christy liều mình xông ra tấn công bọn chúng để cầm chân cho Jin bỏ chạy. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, anh đã bị kẹo đồng găm vào cho dỗ như tổ ong. Christy thì bị giật điện cho ngất lịm. Tokuda xuất hiện, Hitachi nói, thằng chó, mày lừa cả bố mày. Máu chó dồn lên não, thằng con nghịch tử cho người dẫn cha đi hành hình. Cha đẻ của mình mà hắn còn giết thì đúng là thằng nghiệt xúc. Hôm sau, trong lúc tên võ sĩ Fury đang luyện kung phu đấm phát chết luôn, thằng cờ hó Tokuda đã mang một vali tiền đến để mua chuộc hắn về phe mình. Fury không muốn làm chuyện bẩn thỉu nên đã lập tức từ chối. Tuy nhiên Tokuda nói rằng không thực hiện thì hắn sẽ nói ra sự thật. Thì ra Fury đã cải tiến sinh học cơ thể, khung xương anh ta toàn bằng thép nên có một sức mạnh vô cùng lớn. Điều đó là phạm quy sẽ bị tước quyền tham gia thi đấu. Fury đành ngậm ngùi đồng ý. Đêm hôm đó, trận bán kết vẫn diễn ra bình thường. Tokuda tuyên bố với toàn thế giới rằng các trận đấu giờ đây sẽ là sinh tử, khiến cho mọi người càng thêm hưng phấn. Hiệp đầu tiên do Sugar và Fury sẽ tham chiến. Sugar từng là đặc nhiệm Nga, anh dùng một thanh đao để đấu với xích gai khổng lồ của Fury. Liên tục tấn công, Sugar nhanh chóng xin tím huyết một phát ở bụng, sau đó lại thêm một đao ở mặt. Anh ta tiếp tục đạp vài phát bay luôn cả vũ khí. Lao vào đánh tay không ngay chừng là một điều bất lợi cho anh chàng đặc nhiệm. Bộ hài cốt của Fury làm bằng thép nên nắm đấm của hắn ta cũng nặng tượng ngàn cân. Gót một phát thì vỡ hết cả mồm, gót phát thứ hai thì gửi nụ hôn vào đất.
Sau đó, Fury dùng xích gai quấn quanh cổ của Serger, hắn ra sức giật mạnh một phát khiến ông bà Serger hiện về cũng không độ nổi, đăng nhiễm Nga chính thức lên bàn thờ bốc sôi. Lúc này, Tokuda xuất hiện trong phòng giam để ép Jin thi đấu. Thằng cơ hó nói rằng sẽ làm thịt cô bạn gái Christine của anh. Hơn nữa, nếu như đánh thắng Fury, anh sẽ có cơ hội đấu với hắn ở chung kết. Nhớ lại lời mẹ dặn, võ công của con không phải dùng để chiến đấu cho riêng mình mà con sẽ phải dùng nó để thực hiện một nhiệm vụ cao cả, đó là chiến đấu vì chính nghĩa, giải phóng người dân khu ổ chuột khỏi ách thống trị của kẻ xấu. Không còn sự lựa chọn nào khác, Jin bước lên sàn với ý chí của một chiến binh giải phóng nô lệ. Bước vào trận đấu, Fury khoanh tay cho Jin tấn công mà không khác gì mỗi đốt inox. Người hắn toàn sát với thép như một bức tượng đồng bất diệt thì còn đánh đấm cái nỗi gì. Jin không nản bước liền lao tới tung cú đấm thì ăn ngay một cước 3000 newton bay xa 3 mét. Lao vào phát thứ hai thì ăn ngay một đạp thối nát tim gan. Tiếp tục phát thứ ba thì bị đạp gãy cả lưng vào tường. Hắn bắt đầu quấn băng đạn vào tay rồi ra đòn. Liên hoàn cước được tung ra dã vào người Jin không ngừng nghỉ. Xương cốt được làm bằng thép, nay còn quấn thêm băng đạn thì ai chịu nổi. Tuy nhiên Jin vẫn không hề gục ngã. Khi Fury đấm trượt vỡ cả tường, hắn bị trượt khớp tay nhưng bể lại được luôn. Jin đã nhận ra điểm yếu của hắn là các khớp, anh liên tục tấn công vào các vị trí đó, sau đó quật đổ hắn ta rồi tấn công vào khớp cổ khiến Fury bất động, nhanh chóng trèo lên vách đá trên cao, sau đó anh lao xuống cho hắn ăn đầu gối thần sầu đắp chiếu ngay tại trận. Fury đã hiệu, Tokuda cay cú bảo thuộc hạ xét kèo cho mình vào chung kết đấu với Jin, hắn là cha đánh với con nhưng lại chơi bẩn cầm hai tay hai dìu bước ra tham chiến, trong khi Jin thì tay không tất sắc. Trận đấu hai cha con thương tàn đã diễn ra, Jin bị ăn ngay một chén vào ngực rồi bổ thêm một phát sút chí mạng từ chính người cha đẻ của mình. Hồ Dữ không ăn thịt con nhưng Tokuda thì ăn luôn cả con lẫn cha. Khi hắn đang định một chém kết liễu đời Jin thì Christy cướp súng làm loạn phía trên. Nhân lúc Tokuda mất tập trung, Jin cướp dìu chém một nhát ngang bụng, hắn lập tức gục ngã chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Jin định kết liễu thằng cha cờ hào khốn nạn nhưng lại dừng tay, anh không thể giết chính cha đẻ của mình, không thể làm việc trái với đạo đức của con người được, dù gì anh cũng mang trong mình dòng máu của ông ta, là nhà vô địch thiết quyền. Jin chính thức kế thừa tập đoàn Chaikin, đưa cuộc sống của nước Mỹ bước sang một trang mới, đặc biệt là người dân ở khu ổ chuột, gái gú chỉ là phù du, thầy U mới là tất cả. Jin bỏ lại cô nàng Christy xinh đẹp và cả em người yêu cũ khi xưa để về thăm người mẹ đã khuất ở khu ổ chuột, thằng hai hộp sữa, thằng thì không hồn nào, anh em có thấy phí phạm của rời không cơ chứ. Tuy nhiên còn một cơ hội nữa, đó chính là tôi đang bị màng nhện giăng kín lối nha. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, những kẻ làm điều ác thì không bao giờ có cái kết đẹp, hãy làm những việc tốt nhất cho đời mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Bên cạnh đó, hãy trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình từng phút từng giây, như anh chàng Jin khi nhận ra mẹ quan trọng đến thế nào thì đã quá muộn. Tuy nhiên, anh đã kiềm chế được cảm xúc và tha thứ cho người cha hư hỏng của mình để không phạm phải sai lầm. Cha nào thì cũng là cha đúng không anh em? Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you. Bye bye.